lấy đồ cái đồ cũ vậy đó, tao lên nhắc. Đụng đụng cũng vậy, tao đâu có ngựa bò đâu. Đó. Nó thì vậy á. À, ông bóp này lại mà. Bóp lại. Thì đó giờ nó vậy á. Tao không có mua tươi với Dũng, bây giờ đụng bò thấy quá trời sợ. Ừ. Thì cái máy dưới là cái máy quả là hai cái. Thì cái bò giấy dựng không á. Đúng rồi, nó Dũng lên mạnh lắm. Dựng ghê, mẹ rồi giá. Nắng mà dơ rồi. Bò 21 mà bóp lại. Làm sao biết ta để hư cái chân này sao kê lên hỏng dễ gì cho hư cái chân dưới. Đúng rồi, kê lên hỏng nó khô quá. Ừ, nó khô, mỗi lần không biết để dưới hư cái rồi. Ừ, giờ để lên trên dễ vậy. Nó còn nguyên mà nó biết cái chân được rồi. Ê. Khúc khúc nhà lọc bia á. Ờ, lọc bia hả? Dạ. Ờ, gần ngay hết tóc rồi con Dũng. À, gần ông Tâm phải không? Ừ, Tâm Tâm á. Dạ. Tao bé tao biết tao mà ngoái ai tao không biết. Ừ. Tao có vợ gì lưu tư không mấy năm rồi mà. Vậy là vợ lưu tư. Ừ. Bên ngoài lưu tư có ai lạ đâu đâu. Ừ. Cháu mà chặn. Nói cháu mà chặn rồi hả? Vì con người thứ mấy? Con người thứ sáu. Tao với ông mà gặp chiến đấu với nó bắt về chứ nào không có tao không có được. Dạ. Tao nó bắt chú quá. Dạ. Rồi tôi lên Sài Gòn không chở tôi về ăn nhậu với thằng Tiến. Dạ. Về bữa nó cũng trăm ngày ổng à, về không về mà không biết ổng có về không. Không hỏi ổng về đâu dám ở ấy đâu, cũng về đâu cũng ém luôn mà. Về có 2 ngày à. Ừ đúng rồi. Trước rồi sao? Đâu, dạ. Đi mà lúc bắt đi ra xã rồi thấy mất công. Dạ. Thì xã nó chở 2 ngày đó. Ừ. Ổng mà xã này ai không biết. Súng, gắn súng. Rồi xong nữa. Cho nó qua đây luôn ơi, nó thẳng đây. Nào, qua đây nè. Nó đụng có em. Nãy anh canh rồi mà, sao đụng? Cũng mày nữa. Nó canh vô hút nhiều. Tổ nãy kêu ông canh rồi giờ ông. Tới nhà Vịnh đâu đi. Tới chút nữa ai. Ép tới đây, rồi qua luôn, qua luôn. Rồi. Dở lên. Qua luôn. Ừ. Đó. Ừ, qua luôn. Đó, cho chịu vô bầu luôn, rồi được rồi. Họ đường này vô đây luôn chứ. Đường kia. Cái lơi lơi đây được rồi. Rồi chỗ này nè, cái đường hồi nè. Dạ rồi nè. Anh tự dưới này sao quay. Nói cái lời đi. Cái lời nó không có vô được mà sao lời được mà lời. Cái lời cắt ống mũ nó xích lên trên nói. Cắt cái ống con đưa cái lời vô thử coi. Cắt xích trên tay ngoan để lời ăn vô à. Sao mà vô được mà vô. Đường nào vô được chứ nó đi lọt chứ chân à. Cái lơi đâu sao lơi được. Phải hai cái mới vô được. Vô đây được không? Có được, có giấy nước giờ đôn vậy, gắn hai co nè. Hai cái lơi. Hai cái lơi vô chứ. Còn đâu cái nào ở đây không ngoan? Còn. Rồi còn lấy hai cái lơi đi ví dụ. Thôi lên đi về mình nhanh. Mình canh cho nó ấy mình nó lên đó. Mình đi đeo chạy thuốc gì nè. Nào. Mình đi ăn trên nè. Ủa nó bỏ cho kỹ mà dưới ướt rồi. Đây hả? Nhìn cái này dụng.
kiếm điện hồi nãy lên đi. Chạy lại đi. Dán kỹ nó đỡ. Trán này dính dính mẹ dưới cái đồ đó này nè, trán này đóng thùng tôn nữa vô. Thùng nữa mấy cái tôn không phải rồi. Nước cũng được. Mình nước đổ tạt vô đây. Anh dội văng vô. Trời đang để ăn canh. Chín rồi không? Dạ. Không? Không, nghỉ rồi. Thầy ra ngoài hồ phải không? Dạ. Giờ nuôi cá, nuôi gì á. Ghi ghi qua anh quá. Ghi ghi qua cái... ghi qua để nó chạy kìa. Dạ, chạy ra. Chạy không? Không không. Con dưới đó. Dưới con vô rồi đó. Mày đưa đây luôn hả? Cái à? Không ngắn cái cò. Cái lời không phải cái cò nữa nó mới vô được. Con áp gì? Thổi nha. Gắn cái mồi ngoài đó hả? Ừ. Còn là đủ không? Cái gì khác? Chéo. Chéo trên motor đó. Gì vô không? Nó cái hơi thơm. Chỉnh lại. Nhảy ra. Ừ, nhảy ra. Nhảy hết luôn á. Ừ. Của ổng ống 21 con bóp lại vậy mà ổng 27 tay ra vậy mà ổng còn chê. Gì? Nó chạy lên cái đi. Lên nước cái đi. Hả? Nó chạy lên nước cái đi. Ông bụng luôn ra rồi,
nó bung chín rồi.